Hôm nay là thứ năm nha quý vị, 2 tây tháng 5 2024. Combo này combo số 43. 43 nó có 5 cây mai chiếu thủy, 400k 3 cuốn ship toàn quốc. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển trước 100k, còn lại shipper thu hộ ha. Cái này cũng giống như cái cụm gừng vậy nha. Cái cây này nè, riêng cái cây này nè, một cây ha, như cụm gừng vậy đó. Cây cây số 2, cây số 3. Giờ mới có 7 giờ sáng mà nắng quá trời nắng rồi quý vị. Miền Tây đang khô hạn quý vị. Tiền Giang tôi là thiếu nước xài luôn nha quý vị. Thiếu nước mà ở ngay tôi thì nó đỡ hơn mấy chỗ khác. Cái Gò Công đồ là không có nước uống luôn nha quý vị. Đây tôi cũng còn có nước tưới cây cũng đỡ nha. Dùng Bến Tre cũng nước cũng hơi mặn tí rồi đó. Rồi xuống nha quý vị.